gù lưng và cận thị là hai kẻ thù lớn nhất của trẻ em hiện nay. Đây là Vi, học sinh lớp 1. Công việc luôn bận rộn khiến bố mẹ không thể giám sát Vi thường xuyên. Tranh cãi xảy ra khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Bố mẹ đã trang bị đai lưng và chống cằm cho Vi để chống lại hai kẻ thù ấy. Nhưng bản tính hiếu động đã tạo cơ hội cho gù lưng và cận thị tấn công Vi, hủy hoại cô bé từng chút một. Hậu quả không chỉ ở thể chất mà còn cả ở tinh thần. Nhưng hiện thực đáng sợ đó có thể được thay đổi nhờ robot thông minh Captain AI. Captain AI là chú robot ứng dụng công nghệ 4.0 tích hợp trí thông minh nhân tạo AI. Do đó, Captain AI có thể đo khoảng cách, nhận diện chuyển động bằng cảm biến siêu âm, cảm biến ánh sáng, kết nối Bluetooth, Wi-Fi với smartphone, tích hợp âm thanh, giọng nói, giao tiếp với cộng đồng và tương tác mạng xã hội. Với ứng dụng công nghệ 4.0, robot Captain AI có khả năng suy nghĩ, ra quyết định và làm việc tự động. Vì vậy, Captain AI sẽ tự động nhắc lịch học, giờ nghỉ và các thói quen tốt khác, tự động nhắc tư thế ngồi học, tự động thống kê báo cáo điều khiển trên smartphone, tự động nhắc nhở khi có vi phạm, tự động truyền dữ liệu và kết nối trên Internet. Khi Vi ngồi sai tư thế, Captain AI sẽ phát hiện nhờ cảm biến siêu âm và đưa ra cảnh báo bằng hình ảnh âm thanh. Vi ơi, bạn đang ngồi quá gần sách rồi. Giúp Vi đánh bại gù lưng và cận thị một cách thật dễ dàng và thoải mái. Không những thế, bố mẹ có thể thu âm lời nhắn, cài đặt lịch học, giờ học, môn học rất đơn giản bằng ứng dụng Captain AI trên điện thoại di động. Vi ơi, chúng ta đến giờ học bài rồi. Vi ơi, mẹ con mình nghỉ giải lao chơi xếp hình nhé. Bằng việc kết nối với điện thoại qua Bluetooth, Wi-Fi, Captain AI sẽ tự động ghi nhớ và nhắc nhở Vi giờ giấc học tập, vui chơi theo thời gian biểu mà bố mẹ đã lên sẵn. Các hoạt động của Vi đều được Captain AI lưu lại, phân tích đầy đủ và truyền tới smartphone của bố mẹ. Đó cũng chính là cơ sở để bố mẹ góp ý, chia sẻ thẳng thắn với cô bé trong sự tâm phục, khẩu phục. Từ ngày có Captain AI, cô bé tự giác hơn ngay cả khi không có ai nhắc nhở. Đến giờ học bài rồi Vi ơi! Trở nên vui vẻ, hoạt bát và khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Còn bố mẹ Vi, nhờ có Captain AI, họ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân và gia đình, không cần phải theo sát con mọi lúc mọi nơi như trước nữa, và là một trợ thủ đắc lực của bạn trên con đường cùng con trưởng thành. Captain AI, bạn của bé, mẹ chọn niềm vui.